Vào đêm hôm đó, bên ngoài nhà tù náo nhiệt một cách khác thường, vài chục chiếc xe ô tô màu đen xếp dọc hai bên cổng. Tiếng còi xe kêu inh ỏi, thể hiện sự ngang ngược của bọn họ. Đây không phải là một cuộc hỗn chiến, cũng không phải là đánh nhau, mà là đang chào mừng sự trở lại của đại ca Lee Jun Seok sau 17 năm vắng bóng. Khi anh ta vừa xuất hiện, tất cả đám đàn em đều đồng loạt cúi chào, cúi người 90 độ rồi hô to một tiếng: "Chào đại ca." Một chiếc BMW 750 màu đen đã đợi ở đó từ rất lâu rồi. Ông chủ từ nhà giam trở lại, còn dẫn theo một đàn em mới tên Jo Tae, là một tên béo. 17 năm về trước, Jun Seok vì hạ lệnh cho đàn em giết chết Jong So nên đã bị bắt vào tù. Ở trước tòa, anh ta đã thú nhận tất cả, chủ động che giấu cho tội ác của đàn em mình dù không liên quan, chấp nhận đi tù. Nhưng anh em vì sự hy sinh của Jun Seok nên chỉ bị tuyên án phạt nhẹ. Cứ như vậy, ông chủ băng đảng xã hội đen phải ngồi tù trong 17 năm. Vậy là đã 17 năm ngồi tù, không ngờ sau 17 năm không được chứng kiến phong ba bão táp của bang phái mình, đám đàn em vẫn ủng hộ anh đến vậy. Nhưng có một chuyện khiến Jun Seok không vui, anh vì đàn em mà vào tù nhiều năm như vậy, hôm nay ra tù nhưng Eun Ki lại không đến đón anh. Nhưng vào khoảnh khắc gặp mặt đó, Jun Seok đã lờ mờ nhận ra, khí chất của Eun Ki đã hoàn toàn thay đổi rồi, không còn giống một người đàn em của trước đây. Lúc ăn cơm, Jun Seok phát hiện ra, mặc dù là đại ca nhưng anh ta muốn uống loại rượu gì cũng không được tự quyết định. Jun Seok hỏi Eun Ki tại sao không đi đón anh ta, kể từ đó cũng không đến thăm. Eun Ki nói nhà anh ta bận việc gia đình, dù bận nhưng cũng đều vì băng đảng. Dạo này băng đảng thế nào rồi? Eun Ki rõ ràng không muốn trả lời. Jun Seok cũng nhận ra điều đó, anh thấy có vẻ mình đã bị phản bội. Không ngờ Eun Ki nhanh chóng bảo anh nên nghỉ ngơi nhiều một chút, hơn nữa còn muốn sắp xếp cho Jun Seok ra nước ngoài thư giãn. Jun Seok lập tức nổi giận. Nhưng khi anh vừa tỏ ra giận dữ, thì tất cả đám đàn em sau lưng Eun Ki đều dừng lại việc ăn uống, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Đại ca chỉ vừa mới quay về được một ngày, vậy mà đàn em thân cận đã muốn anh nghỉ ngơi. Jun Seok cảm thấy địa vị của bản thân đang dần bị lung lay. Sau đó anh ta đi dạo bên bờ biển. Người hiện tại vẫn trung thành với anh ta chỉ có một người, đó chính là Jo Tae. Anh ta hết sức trung thành với Jun Seok, vì đại ca mà việc gì cũng dám làm, không sợ cái chết. "Nhìn thấy đàn em của Eun Ki đang theo dõi tôi không? Đi cắt mấy cái đuôi đó đi." Jo Tae lập tức tuân lệnh. "Quay lại đây, tôi đuổi thôi." Jun Seok cảm thấy anh ta quả thật là một người anh em chân chính. Điều này đã an ủi phần nào trái tim bị phản bội của Jun Seok. Sau khi tại ngoại, Jun Seok dường như không có việc gì làm. Việc kinh doanh của băng đảng cũng không còn liên quan đến anh ta. Hầu hết những người anh em trước đây đều đã lui về ở ẩn. Điều đầu tiên mà anh ấy nhớ nhất chính là đến thăm những người anh em đó. Trong đó có một người trước đây đã vào tù cùng anh là Giang Du. Năm đó, ngoài anh và Eun Ki ra thì còn có cả Giang Du cùng nhau lên kế hoạch ám sát. Nhưng điều mà Jun Seok không ngờ đến là Giang Du vừa vào tù được một thời gian ngắn, nhưng lại trở thành người thảm nhất trong ba người. Đến khi gặp lại Giang Du thì anh ta lại đang ở trong viện dưỡng lão, cơ thể đã thay đổi rất nhiều. Người khiến anh ta ra nông nỗi này chính là Eun Ki. Gặp lại Jun Seok, Giang Du khóc không ra nước mắt. Anh liền vạch áo lên cho đại ca xem. Những vết sẹo do dao chém trên người anh ta đều là do Eun Ki ban tặng. Chỉ vì lúc còn trong băng đảng, Giang Du đã có những hành động phản đối anh ta, từ đó anh mới có kết cục như vậy. Jun Seok thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì cả. Lần này đến thăm, anh muốn cho Giang Du một số tiền, đó là một chút thành ý của anh. Nhưng Giang Du vẫn không dám tin, đại ca là người lạnh lùng, nhưng lại là người duy nhất sẵn sàng giúp đỡ anh. Hầu như tất cả nòng cốt của băng đảng đều đã phải trải qua một cuộc cải tổ lớn. Jun Seok đến thăm chủ tịch của băng. Ai ngờ ông ta nói mình đã không còn quyền lên tiếng nữa rồi. Vào hai ngày trước, Eun Ki đã đến khuyên ông nghỉ hưu, nói ông hãy đến một thành phố khác để an dưỡng tuổi già. Anh ta đã chuẩn bị xong nơi ở rồi, nhưng chủ tịch đã rất cương quyết, bao nhiêu năm lăn lộn trong xã hội, ông ta chưa từng nghe đến xã hội đen cũng có nghỉ hưu cơ đấy. Vào lúc này, chủ tịch nói với Jun Seok, những năm anh không ở đây, Eun Ki đã không hề trung thành một chút nào. Anh ta không chỉ giết chết thuộc hạ của Eun Seok, mà gần đây còn muốn ép ông về nghỉ hưu, thậm chí còn giết chết những trợ thủ đắc lực của ông. Bây giờ cả gia tộc đều bị Eun Ki độc chiếm, chủ tịch không thể nào giúp đỡ Jun Seok được nữa, ông chỉ có thể đưa cho anh tiền để tự vận hành băng đảng của mình. Nhưng điều mà Jun Seok không nghĩ đến là trên đường về nhà, Eun Ki đã chuẩn bị cho anh ta một món quà lớn. Đàn em của Eun Ki bất ngờ chặn xe của Jun Seok lại, sau đó nói anh dừng lại một chút. Tên đàn em đưa cho anh một tấm vé du lịch Thái Lan, nói anh có thể đi bất cứ khi nào trong một tháng này. Jun Seok không nói lời nào mà cứ vậy lái xe đi thẳng về phía trước. Sự hung hăng của Eun Ki đã vượt quá sức chịu đựng của Jun Seok. Hôm sau, anh lại đi đến thăm một người anh em khác. Bọn họ ngồi nhậu trong một quán rượu, rồi nói về những gì đã xảy ra trong vài thập kỷ qua. Nói đến đây không thể không rơi nước mắt, đến cả Jo Tae cũng cảm động quá khóc. Bang hội trước đây do bố của Eun Seok một tay gây dựng lên. Jun Seok là con trai ruột của ông, lẽ ra phải là người lãnh đạo bang hội, vậy mà từ khi nào lại đến lượt Eun Ki? Nhưng Jun Seok lại ngay lập tức ngăn nhận định của đàn em lại. Tôi không phải Kim Jak-in làm gì có chuyện chính thống hay không chính thống ở đây. Nhận thấy đại ca không hề có ý muốn trả thù,
anh chàng tóc dài liền tháo bộ tóc giả xuống. Dưới lớp tóc giả là một cái đầu nham nhở, những vết sẹo trên cơ thể anh ta đều do chống lại Eun Ki. Lẽ nào họ vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn sao? Anh ta nói, nếu đại ca không muốn trả thù, vậy thì em sẽ tự sự Eun Ki. Thật ra, Jun Se-ok đã suy nghĩ kỹ về việc phản công lại Eun Ki. 17 năm không về nhà, bang phái của anh đã bị biến thành những thứ bẩn thỉu xấu xa. Nếu muốn giành lại quyền kiểm soát, thì Jun Se-ok phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Eun Ki. Ban đêm do Te đến chỗ của thuộc hạ của Eun Ki, nói rằng đại ca đã nhiều năm không quay về băng phái, mọi người đều đã thay đổi. Đại ca không cho em gì cả, còn suốt ngày sai đi mua thuốc phiện, lẽ nào là hàng phách của Lee Jun Se-ok? Những thông tin này quả nhiên có tác dụng đánh lạc hướng Eun Ki. Lúc này, Jun Se-ok đã sớm bắt đầu kế hoạch báo thù của mình, vì vậy anh đã gọi Do Te đến, rồi đưa cho anh ta một túi tiền lớn, để anh ta ra ngoài vui chơi thỏa thích, tiêu tiền thật mạnh tay, bao anh em ăn uống, lôi kéo bọn họ càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu chúng nghi ngờ việc cậu có nhiều tiền thì sao? Do Te nói, em sẽ nói bố mất và em đã bán mọi thứ. Jun Se-ok thấy anh ta quá thành thật nên lại hỏi bố cậu mất thật rồi à? Do Te đau lòng trả lời, ông đã bệnh rất lâu rồi. Không sống được bao lâu nữa, hay là như vậy đi, cứ nói bố cậu sắp chết nên cậu đã bán hết số tài sản đó rồi. Do Te tuân lệnh rồi bắt đầu kế hoạch lôi kéo này. Lúc này, Jun Se-ok cũng tìm đến Choi Sung Ho-on. Anh chàng năm đó anh đã chăm sóc trong tù, muốn Sung Ho-on cùng tham gia vào kế hoạch báo thù. Mẹ của Sung Ho-on lúc trẻ là một người phụ nữ số khổ. Sau khi bố qua đời, anh lớn lên dưới những hình ảnh đen tối của bố dượng. Một người lớn lên trong môi trường bạo lực mỗi ngày, nên đã hình thành nên một nỗi hận lớn trong lòng Sung Ho-on. Cuối cùng vào một lần đánh nhau với bang hội Busan của Jun Se-ok, anh đã bị bắt vào tù vài năm. Trong tù Sung Ho-on vẫn chứng nào tật nấy, nhiều lần gây sự với những tù nhân khác để ngăn cản anh tiếp tục gây chuyện. Mẹ anh đã đến gặp Jun Se-ok nói lời xin lỗi, hy vọng Jun Se-ok có thể chăm sóc cho con trai cô trong thời gian họ cùng ở đây. Jun Se-ok vui vẻ đồng ý, anh giống như một anh lớn chăm sóc cho Sung Ho-on và dạy anh ta cách làm người. Với sự giúp đỡ của Jun Se-ok, các tù nhân khác không còn quấy rầy Sung Ho-on nữa, anh có thể thoải mái trong thời gian trong tù và thuận lợi ra tù. Sau khi ra tù, Jun Se-ok lại tìm đến Sung Ho-on để cùng nhau hợp tác. Trước khi gia nhập, Jun Se-ok hỏi Sung Ho-on có biết anh em là gì không? Sung Ho-on cho rằng, cùng nhau hợp tác sẽ là anh em. Cùng hợp tác sẽ là anh em sao? Một nhóm người không có quan hệ huyết thống, vì điều gì mà trở thành anh em? Là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua cái đói, cùng chạy trốn, hy sinh cùng nhau. Đó mới là anh em, chứ không phải tiền có thể giải quyết được mọi chuyện. Sung Ho-on ghi nhớ trong lòng, Jun Se-ok đối xử rất tốt với Sung Ho-on, không những chăm sóc anh về mọi thứ, còn giúp đỡ cho người mẹ khổ cực của anh mở một quán rượu. Quán rượu này được giao cho Sung Ho-on và mẹ của anh. Sau khi tiến hành điều tra ba thuộc hạ của Eun Ki, Jun Se-ok trực tiếp phái người đến tắm máu địa bàn của chúng. Một phát diệt được ba tên, xóa sổ chúng khỏi giới mafia. Sau khi biết mọi chuyện, Eun Ki trực tiếp đối đầu trả thù Jun Se-ok. Buổi tối, trong lúc Do Te đưa hai người anh em đi ăn cơm, thì bất ngờ một chiếc xe ô tô từ đâu lao đến, rồi đâm thẳng vào dẫn đến bị thương nặng. Hôm đó Jun Se-ok đến viện thăm anh em của mình, Eun Ki đã gọi điện thoại cho anh đề nghị gặp mặt thương lượng. Sau khi Eun Ki cúp điện thoại, anh ta nhìn vài chục tên đàn em của mình rồi cười, không khí thật náo nhiệt. Ngày hôm sau, Sung Ho-on lái xe đưa Jun Se-ok đến chỗ Eun Ki. Có một điều Jun Se-ok không ngờ đến là Eun Ki đột nhiên muốn hòa giải. Mọi việc đang diễn ra rất tốt, khi Jun Se-ok quay về nhà vào lúc trời tối, thì cảm thấy có gì đó không ổn. Anh không hề để ý rằng Sung Ho-on ngồi trên xe vô cùng im lặng, cứ như biến thành một người khác vậy. Vài ngày sau, Sung Ho-on và Eun Ki hẹn gặp nhau. Eun Ki vui vẻ nhắc lại chuyện trước đây cậu có biết bố của mình là ai không? Năm đó, anh ấy là một người ngang tàng. Cậu cho rằng Jun Se-ok thật sự là người tốt sao? Eun Ki nói với Sung Ho-on rằng Jun Se-ok là một người đạo đức giả. Anh ta không bao giờ để máu dính vào tay của mình. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tự tay giết người. Nếu không tin thì cậu có thể hỏi Jang Du. Lúc này, Jang Du đang ngồi ở bàn bên cạnh. Đó chính là người năm xưa đã giết bố cậu. Một thời gian sau, Jun Se-ok bất ngờ triệu tập Sung Ho-on và tất cả những anh em mà anh vừa lôi kéo được đến. Nói với họ mấy ngày này hãy về nhà, tiêu tiền nhất định phải thật tiết kiệm, bất kể ai cũng không được gây chuyện trong mấy ngày này. Thì ra chủ tịch vừa mới qua đời, trong tang lễ của chủ tịch, bất kể ai cũng không được sinh sự. Trong tang lễ hôm đó, hai phái chính đã cùng đến thăm viếng chủ tịch lần cuối. Trên đường đi, Eun Ki đã chuẩn bị một đội hình xe nối đuôi nhau trên đường, chuẩn bị giết chết Jun Se-ok. Vài chục chiếc xe hơi màu đen đuổi theo sát phía sau, nhưng Jun Se-ok cũng đã có chuẩn bị trước khi đến. Anh ta bất ngờ phanh xe gây ra va chạm mạnh với xe của Eun Ki. Sau đó anh và đàn em cùng xuống xe, cầm theo chiếc máy cưa. Khi máy cưa vừa kêu lên, đàn em của Jun Se-ok liền cưa chết tài xế của Eun Ki. Jun Se-ok đâm liên tục vài chục nhát dao vào người Eun Ki. Đàn em Jun Se-ok cầm cưa điện đi đến giết chết đám đàn em của Eun Ki. Tất cả đàn em đều lạnh toát cả người, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Lúc này, Jun Seok tuyên bố ai mới thật sự là đại ca, nhưng Eun Ki vẫn chưa chết, Jun Seok cũng không có ý định lấy mạng hắn. Đêm đến, trước biệt thự của Jun Seok có vài chục tên đàn em đang canh gác 24/24. Cuộc chiến này là không thể nào tránh được, nó có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, Sung Ho Eun nhận được một cuộc điện thoại, đối phương chính là người năm xưa đã giết chết bố anh. Hôm đó còn rất nhiều tình tiết anh ta vẫn chưa kịp nói với Sung Ho Eun. Năm đó Jun Seok đã hạ lệnh và liên tục nhấn mạnh, chỉ cần đâm vài vai nhát cảnh cáo là được rồi, tuyệt đối không được giết chết. Nhưng lúc đi cùng nhau, Eun Ki đã ra lệnh giết chết bố của Sung Ho Eun. Do vậy bố của Sung Ho Eun đã bị đâm nhiều nhát, nên cuối cùng không còn cơ hội sống sót. Như vậy, người chủ mưu giết chết bố của anh chính là Eun Ki. Biết được chuyện này, Sung Ho Eun vô cùng tức giận. Mặc dù trước đây Jun Seok đã nhắc đi nhắc lại anh nhiều lần là không được đụng đến tính mạng Eun Ki, nhưng anh vẫn đem theo đàn em đến bệnh viện, rồi chia quân làm hai hướng tiến vào trong, còn một đám người thì đuổi quân của Eun Seok đi. Còn mình thì đi vào trong bệnh viện, không cần giải thích gì với bác sĩ và y tá, trực tiếp đâm chết Eun Ki. Nhưng vì đang ở bệnh viện nên Sung Ho Eun không thể nào thoát tội được. Jun Seok vẫn không dám tin, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Anh ta chỉ có thể mắc sai lầm, đưa theo xe ong vô ôm đến bãi đất hoang, sau đó đưa cho anh một tấm vé máy bay, nói Sung Ho Eun nhanh chóng trốn ra nước ngoài. Tâm trạng Sung Ho Eun nặng trĩu, lúc xuống xe anh thật sự không thể chịu được nữa. Sung Ho Eun hỏi Jun Seok có phải đại ca đã hạ lệnh giết bố tôi không? Nhưng Jun Seok không nói gì cả mà lại ngậm ngừng thừa nhận, Sung Ho Eun suy sụp rời khỏi đó. Rồi xe rách tấm vé máy bay, vào lúc này, mối quan hệ giữa hai người đã chính thức đoạn tuyệt. Qua lần này, Jun Seok trở lại làm đại ca, nhưng tình cảm với người anh em 10 năm ở trong tù lại không thể nào quay lại như trước. Anh ngồi trong xe đau khổ cô độc, mặc dù giành lại được bang phái, nhưng lại mất đi một người anh em thân cận nhất. Bộ phim kết thúc, đây chính là câu chuyện về bộ phim Friend 2, trên đây là nội dung của bộ phim này. Mình là Tiểu Muội Review đây, nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh Tiểu Muội Review giúp mình nhé. Bye bye!